đừng thay camera 360 cho chiếc xe này nữa, bởi vì chỉ cần lắp thêm 3 mắt camera sẽ biến chiếc xe của bạn quan sát an toàn không kém gì so với camera 360. Camera bên trái này, camera bên phải này, camera phía trước này. Lái xe như này thì quá là an toàn luôn, đặc biệt là mức giá vô cùng hợp lý, chỉ hơn một bữa nhậu thôi. Đây là phiên bản TechPad Zone 3 Plus với góc rộng là 150 độ, rộng hơn hẳn so với phiên bản Zone 3 thông thường chỉ 120 độ. Camera 3 mắt TechPad thì lắp được cho mọi dòng xe như là Honda này, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, thậm chí là cả Lexus. Gần như bạn không bao giờ lo va quệt nữa bởi vì đã có 4 mắt camera quan sát hỗ trợ xung quanh. Đặc biệt là nên chọn TechPad bởi vì độ rộng nó là 150 độ nên là chắc chắn an toàn nha. Lắp đặt các huynh cứ việc để lại số điện thoại, bên em sẽ alo ngay.